Hi, chào mừng các bạn đến với video đầu tiên trên channel của tôi. Sau vài tiếng lựa chọn game thì tôi quyết định chọn một con game mà tôi có bạn đồng hành, Gods and Jolly. Nói về cuộc hành trình của một thằng tên Chiến cùng người cha của nó vượt qua bao nhiêu thử thách để có thể đến đích. Nhưng con của tôi không tên Chiến và nó 2D chứ không 3D. Mà hình như gần đây thì thôi bỏ qua đi. Với một thằng chỉ sử dụng điện thoại và chưa mua được máy tính thì Happy Wheel có lẽ là một con game thay thế thích hợp. Thấy không? Bên ngoài thấy có bạn đồng hành là thấy thích rồi. Ok, sao lại đệm bố cái game đệm cho ức chế mém đập điện thoại. Ui, vậy đây đúng là những gì tôi cần ở một con game thử thách. Chiến thôi. Khởi đầu thì chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển. Ui, nguyên chiếc xe. Suýt nữa thì tôi đi chầu ông bà rồi. Những cái vật thể rơi trên trời như thế này thì rất là nguy hiểm. Các bạn nên chú ý nha. Các nút điều khiển của cái con game này khá là đơn giản nhưng mà nó lại bị lắp ngược đi so với những con game khác. Ok, quái nào. Khó sợ. Lấy nào. Ôi, với cái kỹ năng của tôi thì mấy cái cục đá cũng cản trở. Ôi, xe rất nhiều thật sự. Hình như tôi thấy thiếu cái gì thì phải. Đất đây rồi, chuẩn bị một trận chiến thực sự nào. Khởi đầu với một cái chữ loss và một con cá thì không biết là chúng ta sẽ mất đi những thứ gì đó. Ôi, game máu me thực sự. Giờ thì tôi đã biết tôi mất đi thứ gì rồi. Đó chính là khoảng thời gian ở nhà cày cái con game này. Đứng dậy nào. Nhân buông tay lái thế nhờ. Lái xe đi, đứng dậy nào. Đứng dậy. Ôi, nó bò kiểu như người nhện. Đáng sợ thật sự. Lên. Ôi, nó sento, nó không đứng bằng chân mà nó đứng bằng đầu. Thôi được rồi, phải bật mốt nghiêm túc thôi. Ôi, suýt nữa thì tôi đã bị kẹt lại ở chỗ đó nữa rồi. Cái đoạn này thì quá là đơn giản, chúng ta không cần phải nói nhiều về cái đoạn này nữa nha. Cuối cùng chúng ta cũng qua được cái đoạn đó rồi. Lên nào. Lên. Lên. Sao không lên đi. Cái xe này nó bị tưng tưng kiểu gì đó. Nó không chịu lên các bạn ạ. Tôi vẫn chưa thực sự quen với mấy cái nút điều khiển của cái con game này. Nó bị lắp ngược cho nên nó khá là khó điều khiển. Tôi đã quá quen thuộc với mấy cái đoạn này rồi. Giờ chúng ta cần phải cẩn thận với những cái bẫy. Thấy không? Khá là easy. Ok, sau này bị rớt xuống dưới rồi. Tôi khá là sợ hai cái cục đó. Tôi nghi ngờ nó là một cái gì đó. Ôi, nó dí theo kìa. Đợi được má. Ôi, vỡ cái đầu luôn. Giờ thì phải chai hạt thôi. Đây rồi. Quá. Ở kìa. Thôi xong rồi. Không phải là do tôi không muốn chơi game try hard nhưng mà tại cái thằng này nó không chịu try hard. Các bạn thấy không? Nó tôi đã cố tình quay ngược lại rồi nhưng mà nó không có chịu lùi lại nữa. Đó, nó bị slow. Thấy không? Thấy không? Giờ làm sao để qua được đoạn này? Ôi dồi ôi. Ồ, vậy là ở dưới mấy cái lỗ. Ôi, giờ tôi mới để ý. Một cái lỗ nó là hình đầu lâu. Và một cái lỗ nó là hình mặt cười. Ok, sao lại gãy chân nữa rồi. Kiểu như cái thằng này nó không muốn hợp tác với mình để đến tích cái trò chơi này. Không? Lại gãy chân rồi. Đây rồi, cuối cùng em nó cũng đã chấp nhận vượt qua cái test này. Nãy giờ như thấy thiếu gì đúng không các bạn? Ủa rồi thằng con trai của tôi đâu? Bé nó là đi lạc nữa. Sau bao nhiêu ván mà vẫn chưa thấy thằng bé. Game lừa. Game này không ổn rồi.